Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là DTK TV đây. Và trong video của phần tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn cách để tạo ra một chiếc cửa 3x3, hoặc 3x1, 3x2 cũng đều được, hoặc 3x4 cũng được luôn. Nói chung là 3xxx các bạn nha. Tức là một con số không bất kỳ gì đó, chỉ cần biết nó cao 3 block là được đó. Và là một chiếc cửa cắt rơi cao 3 block nha. Và độ dài là cũng không có giới hạn. À đâu, độ dài của nó chỉ là tối đa 15 block thôi, bởi vì redstone nó không thể chỉ được truyền được tầm khoảng 15 block các bạn nha. Redstone chỉ để truyền được 15 block thôi. Đó. Cho nên là độ dài của nó cũng có tối đa là 15 block cho mình nha. Nếu mà redstone nó truyền không giới hạn thì đã tốt, nhưng mà nó chỉ truyền được 15 block, cho nên là cái cửa này cũng chỉ dài tối đa là 15 block mà thôi. Đó. Thôi thì bây giờ các bạn chỉ việc, nói chung là muốn mở rộng ra thì các bạn cũng chỉ việc là xây dài ra thôi nhá. Ví dụ như mình muốn mở rộng thêm 3 block nữa đi, thì mình chỉ việc xây dài nó ra là được. Đó, bên trên này là bê tông thường này. Đó, và đặt khối đá đỏ kìa. À đâu, đặt khối cát rơi bên trên là được, khối cát nha. Đó. Thì cứ xây dài ra là các bạn muốn xây dài bao nhiêu thì tùy nhá. Nhưng mình đây là mình chỉ xây tượng trưng cho nó thêm 3 block nữa thôi, để chứng tỏ là cái cửa này có thể kéo dài ra được bao nhiêu cũng được nha. Thì rất là nhiều những ngôi nhà đã đổ đã sử dụng cái cửa kiểu này rồi. Và cứ thế thì các bạn cứ chỉ việc là các bạn cứ đặt redstone như là hệt như bên kia được thôi, một hàng dài ra là được. Đó, bên này chỉ việc vẩy redstone vào thôi. Nó rất là đơn giản các bạn nha. Thì cái cửa này là nói chung là cái cửa cắt rơi 3x3 và dành cho mọi phiên bản. Thì lần trước mình cũng có làm một cái cửa cắt rơi 3x3 rồi, nhưng mà nó chỉ dành cho phiên bản PE thôi, còn phiên bản PC thì hoàn toàn chưa thể làm được. Thì bây giờ là cái cửa cắt rơi 3x3 100% dành cho mọi phiên bản nha. Đó, cái cửa cắt rơi này dành cho mọi phiên bản rồi, trên cả PC cũng làm được luôn nha. Thì làm cái cửa này cũng rất là đơn giản thôi, thì mình sẽ không đào một cái hố nha. Đó, thì mình sẽ không đào mà mình sẽ làm luôn, bởi vì độ sâu các bạn cũng biết rồi, độ sâu chắc chắn là 6 block rồi, tính cả cái mặt trên cùng nữa. Đó, độ sâu chắc chắn phải là 6 block rồi, bởi vì 3 hàng bê tông và 3 hàng cắt rơi mà là 6 block. Đó. Mình muốn làm dài tầm khoảng là bao nhiêu thì tùy, nhưng mà mình chỉ làm tầm khoảng là 4 block thôi nha, hay 5 block đi. Đó, mình chỉ làm dài là 5 block thôi, gọi là 3x5 đó các bạn ạ. Đó, thì các bạn cũng như tương tự như bình thường thôi. Đặt hai hàng bê tông này và tiếp tục là đặt cho mình là hàng bê tông thường bên trên nha. Còn nếu bạn nào mà khi mà cắt rơi nó rơi xuống ấy mà nó bị vỡ phá ra thì bạn đổi hàng trên cùng là hàng bê tông dính cho mình. Đó. Còn nếu bạn nào mà bình thường thì các bạn để hàng bê tông thường bên trên cùng nha. Đó, thì nó sẽ ít bị lỗi hơn. Đó, thì tránh trường hợp là bị phá cát rơi mà. Thôi. Xuống dưới này đặt cho mình cái redstone nha. À, repeater mình quên mất. Ta không phải gọi được nào cả. Đó, sau đó cứ vẩy redstone vào thôi. Mấy cái repeater ở trong cái phiên bản này sẽ không phải gõ cái lớp nào cả hết nha. Đó, bên trên cũng vậy, cũng đặt cho mình là repeater không phải gõ vào nha. Đó, không phải gõ một lớp nào hết. Tiếp tục vẩy redstone này. Rồi, một hàng bên trên nữa nha. Ba hàng các bạn nha. Ba hàng. Đó, 1, 2, 3 thôi. Này, vẩy redstone vào như hàng bên dưới thôi. Đó. Vậy chúng ta sẽ được ba cái hàng như này các bạn nha. Đó, các bạn nhìn nè. Thì bây giờ là sẽ sử dụng đuốc đá đỏ để dẫn nha. Đó, cách nhớ phải cách cho mình một ô nha. Đó, cách mình khoảng cách một ô. Đó, các bạn cứ chéo lên cho mình thôi. Đó, ở đây là dùng khối thường nha, không cần phải dùng khối kính đâu các bạn nha. Đó, các bạn dùng khối block bình thường thôi cho mình, không được dùng khối kính nha. Đó, các bạn cứ chéo lên cho mình. Đó, nó sẽ dài như này cho mình nha. Và sau đó các bạn đặt cho mình cái đuốc đá đỏ vào đây. Một cái đuốc đá đỏ vào đây này, đặt từ dưới lên trên các bạn nha, nhớ phải đặt từ dưới lên trên đấy. Rồi, cái thứ hai này và cái thứ ba. Đó, phải đặt từ dưới lên trên cho mình nha. Bên này cũng thế nha. Đó, thì nó sẽ lên hết cho mình như này. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái đường đi. Đó, tạo cái mặt sàn các bạn nha. Cái mặt sàn. Đó. Mặt sàn thì các bạn muốn làm mặt sàn màu gì tùy thôi. Mình đang tiện tay mình dùng màu cam luôn cũng được. Đó, thì bây giờ lấy cho mình cái đuốc đá đỏ này và mấy cái hack này các bạn đặt vào cho mình nha. Đó, mấy cái góc này các bạn nha. Đó, tiếp tục với cái đuốc này, phải đặt từ dưới lên trên các bạn nha. Bên này cũng thế, bật đặt dưới lên trên mình một cái này và hai cái đuốc nha. Đó, hai cái đuốc thôi. Đó, các bạn nó sẽ tạo cái hình như này này, các bạn nhìn xem. Đó, nó sẽ chéo chéo nhau như này nha. Đó, các bạn để ý cho mình, nó sẽ chéo nhau như này. Rồi, bây giờ là sang bên này các bạn nha. Đó, sang bên này thì bây giờ các bạn tiếp tục lấy cho mình cái khối theo dõi này.
Rồi mình sẽ dùng cái repeater đặt lên trước đi. Đó, thì gõ ba lớp cho mình nha. Đó là cái repeater đây. Bên này cũng một cái ngược lại nha. Hai cái phải đép toan vào. Đó. Thì mình sẽ đặt trước cho mình cái khối theo dõi đây đi. Đó, khối theo dõi này. Một cái khối theo dõi. Sau đó các bạn phải đép toan vào là được. Đó, phải đép toan vào. Đó, bên trên cũng là một hàng nữa nha, hai hàng các bạn nha. Đó, một hàng nữa. Cái này chỉ là hai hàng thôi, bên kia là ba hàng, bên này là hai hàng thôi. Đặt cho mình cái khối theo dõi. Nhớ là cái khối theo dõi phải chĩa bên trong rồi nha. Cái mặt nó phải hướng bên ngoài này, đó. Sau đó phải đép toan vào là được. Sau đó nhớ phải đép toan vào là được nha. Đó, phải đép toan vào là được. Rồi. Vậy bây giờ các bạn lối vào cái đuốc này là được. Lối hẳn vào cái đuốc này này. Đó, 1, 2 này, nó sẽ vào cái đuốc và nó sẽ sáng ra cho mình. Quên mất là cái này các bạn phải gõ hết mắc cái ba lớp cho mình nha. Đó, vừa nãy mình chưa gõ, cái này phải gõ hết mắc cái ba lớp cho mình. Đó, mắc cái ba lớp cho mình nha. Rồi sau đó là đặt cho mình một block bất kỳ đây. Đó, tiếp tục lại hai cái block chéo nhau như này và vẩy xuống cho mình. Đó, vẩy xuống cho mình nha. Vậy là xong. Thì bây giờ các bạn chỉ việc làm cái nút cần gạt nha. Bạn dùng cần gạt cũng được, bạn dùng cái lưỡi ấn cũng được. Bạn chỉ làm cái công tắc để các bạn kích hoạt thôi là xong rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ thử test thử này, mình sẽ dùng cái cần gạt này. Đó, mình sẽ cắm ở đây. Đó, thì cái nó sẽ xuống này và nó đi lên. Đó, nếu mà nó không xuống, không lên như trong video của mình ấy, thì các bạn hãy kiểm tra kỹ lại nha. Đó, các bạn hãy kiểm tra kỹ lại xem các bạn có đặt nhầm cái gì không. Đó, trên cả PE đến cả PC nha. Rồi, bây giờ nếu các bạn muốn sử dụng cái nút ấn này thì các bạn sẽ chuyển cái nút ấn thành cần gạt cũng được. Thì mình sẽ xây ra thêm hai ô này. Đó, xây lên thêm hai ô, xây cao lên cho mình. Đó, xây cao lên. Đó, mình sẽ lấy cái nút ấn ra nha. Nút ấn gỗ là nút ấn truyền thống, mình sẽ cứ lấy cái nút ấn bằng gỗ. Các bạn muốn dùng cái nút ấn bằng đá hay là bằng sắt thì cũng được. Đó, đặt cho mình cái nút ấn vào đây. Bên này cũng thế, hai bên nha. Bên dưới là cách thì mình ô. Và sau đó là phải đép toan vào là được. Rồi, thì để biến cái nút ấn thành cái cần gạt, chúng ta sẽ cần cái hopper này. Thì bình thường đặt hopper như mình nha, phải đặt đúng vị trí như mình đấy. Một cái là chĩa lên cho mình nha. Đó, chĩa lên này. Và sau đó là chĩa cái mặt sang bên mình, phía mình ấy các bạn ạ. Đó, sau đó chĩa xuống. Các bạn nhớ là ngồi xuống nha. Ngồi xuống sau đó ấn chĩa xuống cho mình. Sau đó lấy cho mình một cái hopper. Đó, đặt vào đây. Vậy là xong. Đó, chúng ta sẽ qua gọi như là biến cái nút ấn thành cái cần gạt các bạn nha. Thì bây giờ các bạn chỉ việc phải đép toan vào thôi. Thì nhớ là trong cái dropper này các bạn phải thả bất kỳ một cái gì vào nha, nhưng chỉ là một cái thôi các bạn nha. Trong cái dropper này các bạn phải thả bất kỳ cái gì nhưng chỉ là một cái thôi. Đó, chỉ thả một cái cho mình. Phải đép toan vào cho mình nha. Đó, cái mặt sàn này hơi bị mình sẽ lấp cho nó dài ra cho mình. Rồi, thì ở đây các bạn nha, để ý chú ý mình, bạn lên này, phá hai khối dưới đi. Đặt cho mình cái comparator. Đó, thì bên trong này nó có đồ thì nó sẽ sáng lên thôi. Đó, khi ấn nó tắt này. Đó, ấn nó lại sáng này. Đó, thì bây giờ các bạn lối vào cái công tắc là xong. Đó, mình đặt một cái block ở đây để cho chuyển redstone đỡ phải dùng redstone nữa, tiết kiệm được bao nhiêu redstone. Đó, thì bây giờ các bạn cứ lối xuống thôi, chéo hẳn xuống như hình bậc thang các bạn nha. Chỗ này đặt một cái repeater đi để tránh nó trùng với cái redstone này. Đó, các bạn cứ chéo hẳn xuống chỗ cái đuốc cuối cùng này các bạn đã được. Đó, mình sẽ chéo hẳn xuống đi. Lên này. Đó, lên tiếp. Vậy đã toan vào. Đó, vậy với đây. Để xong, cửa nó sẽ rơi xuống. Và ấn một lần nữa, cửa sẽ đi lên. Đó, cửa sẽ rơi xuống. Bây giờ các bạn muốn mở rộng nó là bao nhiêu cũng được nha. Đó, cả muốn cho nó rộng bao nhiêu là cũng được. Đấy, rất là đơn giản thôi. Hopper này, các bạn muốn cho nó mở rộng là bao nhiêu cũng được nha. Đây, mình sẽ ví dụ các bạn mình mở rộng thêm hai block đi. Đó, các bạn sử dụng khối cát rơi nha. Đó, khối cát đỏ cũng được. Và đó, cứ đặt tương tự như thế thôi nha. Các bạn có thể dùng khối sỏi, nó cũng rơi như là tương tự như khối cát các bạn nha. Thì khối sỏi nó cũng kiểu tương tự như cái cửa này. Sỏi với cát, hai khối có thể rơi được nha. Bên này cũng phải redstone. Một tầng nữa redstone nữa. Rồi, lớp vào này.
rồi ấn nút này lên đó, thì các bạn có thể trang trí tùy các bạn thích màu sắc khối cắt đỏ hay là khối cắt màu trắng bình thường này cũng được này. Đó thì mình thì kiểu trang trí kiểu sọc sọc này cũng được đó. Bây giờ các bạn test 100% là nó sẽ ổn định nha. Thì cái phiên bản này là phiên bản Minecraft PE, mà trên PC thì mình cũng thử rồi, nó cũng hoàn toàn được nha.